Shredder's Revenge. Let's kick some down. Chắc là story nhỉ? ARKD này có nghĩa là gì? Thì như kiểu đánh ải. Ok, mình cứ ấy đi. New game này. Ui, game này có cả level ấy. Hệ khó nhất này. Ok, để mời người chơi. Ơ? Yo Duy Nam ơi. Đây anh đang xem mà đéo biết mời bạn vào ở đâu. Uầy. Được hôm nay để em làm cho. Biết không? đây để em. Ôi thôi chết mẹ rồi, nó toàn phim player này. À đây, thấy rồi em ơi. Được chưa? Ờ thấy rồi. Mày anh cứu mấy bạn viewer em đang gọi là hát cho mấy bạn nghe mà. Mày có anh kêu đấy. Select your hero. Thế mày hát tặng bên này một bài cũng được. Ờ thật không đấy Nam ơi. Được. Trong lúc chờ thằng Licky Boo này invite này. Thế nhưng mà mọi người bên này cũng muốn nghe em cơ chứ, mọi người không nghe mà sao được. Tuy nhiên là đéo ai muốn nghe rồi. Cái đấy. Brand. Invite này. Ui bỏ mẹ rồi tên nhảy. Trong dung cho này. À... Đây anh Nam ơi. Thấy câu mời chưa? Đây em đây em. Đây rồi, em xin liên lâu nước ngọt này. Ơ đi cuisine tự vào được này. Tự do vô được anh này. Ấn vào bạn bè xong rồi tự do cũng được ấy. Được rồi, tôi sẽ chơi con này theo ý anh em nhá. Direct này, còn thiếu ai nhỉ? Ok đủ rồi đấy. Mỗi người một nhân vật đây. Cái quả này nó chạy intro lâu quá ai biểu anh Nam à. Dạ. Ồ nó kiểu nó intro game lâu lắm anh à. Đây thấy mày vào rồi mà. Đây nhưng mà nó vẫn intro. Đây em đây màn hình thu lùi nè. Em trong lobby rồi ạ. Em vẫn đang waiting nhỉ. Cũng đang intro à. Đúng rồi đang waiting à. Ờ con chuột thì là sư phụ. Để anh quả sư phụ ấy cho anh cầm bốn khỏe nhất rồi. Bởi vì anh chơi giỏi lắm. Đấy, mỗi thằng cầm vũ khí ấy. Đường tam tạ. Em bị đen rồi á, thì cứ thử thoát ra vào lại xem nào. Đấy, nhân vật thì chúng ta mỗi người một nhân vật cho nó đầy đủ. Công thủ nó toàn diện. Hai người bị out rồi. Để em out ra và lại. Ờ, thử vào lại đi. Ra lâu á. Tôi mới mời được, anh em mua game đi, rồi vô. Mời à. Ờ, ấn vào tên của anh xong rồi join cũng được hay sao á. Ok anh ơi. Ủa. Nghe tiếng nó vẻ giống phết đấy. Direct với cả Licky Boo nè. Gì đây? Em có đoạn phim này có next được không ta? Anh cũng đéo nhớ. Thường cái nút bao mạnh đây. Mình thiên về kỹ năng đánh mất máu đéo đâu mà phải lo. Con song kiếm dễ chơi nhất à? Game 5 thằng rùa mồ côi. Năm được rùa mồ côi. Nào ấy. Và con chuột già đấy. Nu bù cam mẹ. Mẹ bật. Cái tên đấy của mày ở đây chửi hai người đấy. Anh với Nam Dừa cùng tên Nam đấy. Đây rồi. Đấy. Vào đầy đủ rồi. Ở lại một người nữa ao rồi. Donatello à. Ôi, HTVTN ơi, ra cho Nam Dừa vào, quên mất. Tuyệt vời Nam ơi.
Đây em chưa? Thấy mời chưa? Giờ bắt em nắng ở đây. À, cứ vào bên trong đi. Rồi, đây rồi. Từ Raphael đi. Đấy, Nam vừa chọn luôn quả con nhân vật nữ đấy là vui đấy, vui tim đấy, vui tim đấy. Ok, nhất. Mạng ở đâu hả mọi người? Tôi đéo thấy mạng đâu luôn đấy. Đây, còn mỗi Nam Dừa thôi, ấn xác nhận là xong. Ủa, xác nhận là sao anh nhỉ? Enter đúng không? Spec. À, rồi, ok. Có phải thử nút thử nùng gì không? Chơi luôn thôi, thử gì nữa. Thử luôn. Rồi, let's go. Em còn phải roleplay gọi là giả giọng gái không nhỉ? À, đúng rồi, roleplay vào. Thằng nào vậy? Hey, what the new? Whatever New York. Anh nói là dịch giùm em đi. À, chào buổi tối các bạn nhá. Ở cái thành phố New York của chúng ta ngày hôm nay là tự nhiên có một cái sự kiện rất là kỳ lạ. À, đây này. Đấy, có một thằng người đầu nó cắm một cái chữ U trên đầu và phát ra những cái âm thanh rất là kỳ dị, làm cho mọi người hoảng sợ. Đài truyền hình của chúng ta ở tượng nữ thần tự do là đang bị tấn công. Nhưng có thằng người lợn Bebop Beat, nó đang đọc rap. À đây, skip được này. Tôi kệ mẹ xem tí phim đi. Nó đang có một cái tuyên bố gì đấy là ngăn chặn về cái nạn là ăn thịt lợn. Nó đứng ra nó nói chuyện. Thay vì ăn thịt lợn thì mọi người hãy chuyển qua thịt rùa. Thì mấy thằng đi ra rùa là bắt đầu phát hiện ra là cảm thấy rất là cáu giận. Cứ là thịt chuột kìa anh. À đây rồi đây. Rồi. Có bốn con rùa nó cáu như mẹ chuột mặt tỉnh bơ ra. Rồi người hoảng loạn chạy này. Ôi nhìn sói à. Ui. Rồi đi trước đi mẹ mày, sư phụ phải đi sau cùng nhá. Đi đi. Xem move là gì anh. Rồi các đệ lên đi. Đấy. Ngồi thiền như này là nó được kỹ năng này. Đấy. Trưởng này, được chưa? Đấy, đánh đi. Cái gì còn lại. Anh đây anh Nam ơi. Đéo ơi để sư phụ. Anh lúc nào Nam ơi. Anh giết ba mạng rồi kìa. À wi ai đi bạn ông nào đánh tôi đấy. Chỉ có con lính đánh thôi thì đéo ơi đâu được đâu. À đâu có đâu có cái bên nào. Không được. Tham giờ mới đi của đéo đi kìa. Em chịu Nam ơi, nó bóp vô em rồi. Đi. Cái đấy nhỉ? Có cái mày nhân vật nữ thì phải đi gần sư phụ. Em là kiểu là em MC thôi, lúc nào anh em gọi là tụng hưng phấn là em là làm anh em có hưng phấn thôi. Bốn thằng đệ tử lên trước đi, em cứ múa. Đúng rồi. Người dạy phụ nữ đi sao chứ? Ui, anh này có em thì không có skill nè. À đây. Ôi mày ốp rồi, lộn nhào này. Anh đánh bắn phí. À ít là đánh nè. Mày à, bố mày lộn nhào. Bố mày hip hop này. Chơi đấy rồi. Ôi trưởng các kiểu luôn, ôi hay quá. Có skill cứ quăng mất chết rồi, chúng có chết rồi đánh nữa. Là mình chết rồi vẫn đánh. Đánh rồi. Ôi, thằng đấy là xác thôi, mẹ đằng sau kìa. Mọi người cầm dao cùng kiếm em cầm dao đánh nhau. Báo mồm anh kìa, mẹ. Đây, anh em ơi. Ôi, ôi chết mà ông già rồi. Ôi, đánh con chuột. Đánh con chuột khổ. Đấy, chúng mày đánh đi để anh ngồi ngồi ngồi. Ui, ui, chết còn mày nó bắt cóc kìa. Ôi, sau này. Ai à, nó mặc em kìa. Anh ngồi thiền thôi sư phụ, mẹ đéo mày đánh. Con lợn này. Ui. Game dễ mẹ lìn. Ok. Con nít chơi à. Trường tùm lum mẹ luôn. Ai à. Ui. Đánh em. Mẹ à, mày lừa. Ôi, chung thầy kể rất dễ nha. Thằng nào đánh xong ra ngồi luyện. Combo. Ôi, à, làm sao ấy. Năm dừa nó giết 12 xác rồi. Mình 12 rồi. Anh em, mọi người tôi nhá. Em 13 rồi đấy. 14 nè, 15 nè. 16, 17 nè. 18, 19, 20 nè. Cả ép buồn. Mấy cái thằng mà nó bị thắm thịt là nó chết rồi. Cái nó cầm cả máy tính này. Em kìa. Em ơi. Đây. Anh đi nhập lên trên rồi. Ui, ông nào chơi skill mà em ai rồi. Ui, ui. Quái lìn. Ai à, ông nào chơi skill đến thế à. Đang ngồi tiền. Ui, ui, quá combo. Ui, mọi game này. Game này là. Game này dễ quá. Ơi, đợt. Game này dễ quá. Máu chung hay sao ấy.
hay thế được nhỉ anh nhỉ? Hình như máu chung hay sao ấy, mày chúng mày đánh kém anh kéo với ăn đòn mất nào luôn. Này ngồi thiền. À, như máu chung nhỉ? Ôi già nó không ngồi thiền đâu. Thằng Leo máu ít nhất cơ. Ai biểu em thấy em đánh ít mà sao em ăn nhiều mạng đấy nhỉ? Trưởng đánh nhau. Mày nói ra mời bên này. Đấy, trưởng ơi. Ngồi thiền tiếp. Còn mẹ mày, làm sao là kẹp háng mày này. Làm sao? Chúng mày này. Bỏ mẹ chưa hết rồi. Ôi, con của Nam vừa mạnh thế. Mạnh nào. Bây giờ nó toàn là cầm cái micro đánh rồi chứ. Cầm micro camera đánh à. Ôi móc chung Nam ơi. Đá mồm anh kìa. Đánh này Nam. Đánh này. Cứ trưởng ơi, cứ trưởng mà. Đây, anh em dùng combo đi. 4x rồi bấm A. Rồi, đúng rồi, đánh đi. Nhảy về tấn công. Càng luôn. Trưởng. Đúng rồi. Đi ra kìa. Đi ra này. Ôi, con này hơi mạnh đó, con này hơi mạnh đấy. Combo này. Ôi trời, game mẹ. Ôi trời, cái đéo gì. Thế game này cũng dễ thôi. À Ôi, ôi bọn này có 3 mạng thôi nhá, có 3 mạng thôi. Đánh cẩn thận chỗ này. Rồi không sao, có anh gánh. Đéo phải lo. Anh đây rồi. Rồi. Thỉnh thoảng đánh con này rơi ra máu đấy, phải nhường nhau ăn. Nhường. Không nhìn được ai tầm mà nhường nữa chứ Nam à. Chịu luôn đó. Ôi mẹ ngồi thiền lâu quá. Mở cửa đây. Rồi. Bên này mới Nam ơi. Đéo phải mở. Đéo, nó cầm cả máy quay kìa. Rồi, chết rồi đó. Ai cả, ơ địt con, em chết một mạng rồi Nam ơi. Ba mạng rồi đấy, cả đợt. Mẹ, còn mẹ thì chết rồi. Cứu em sao này. Cứu em đi. Đợi em về cái. Ở đây rồi. Ôi, thế thì dễ. À. Cứu được. Nhét bánh vào mồm là được. Đúng rồi. Ninja rùa thích ăn. Ui, bổ mẹ rồi. Amiza. Ơ, nhảy lên như nào đấy nhỉ? Đây rồi. Anh xuất hiện đúng lúc luôn. Ủa, đây có thằng sắp lên kìa. Cứu đây. Y chang cái bốn nút quá em. Mày quỳ xuống bú cái gì đấy. Cố gắng đấy, quăng rồi kìa. Còn cái quăng kia. Cái này giống cái bốn nút nhỉ em nhỉ. Mời điểm. Ui, ăn hầm bút kìa. Ngon. Máu chung. Full máu rồi. Mẹ tầm ba thằng này. Ôi. Tầm ba thằng này vớ vẩn rồi. Kêu thằng phóng viên bị chói kìa. Đấy chùm ấy. Ôi con chùm đây rồi. Chắc dễ rồi, bây giờ nhá. Cứ vào dùng chiều. Sao đến 1 đi mà. 6-1 không chờ cũng què đó Nam ơi. 6-1 thua đấy đéo vầm bà này. Bị bốc bít mày này. Rồi 1-2-3. Đánh em. Ghê đấy nhở. Con mắt à. Nó ủi ghê quá. Như nào. Đỡ hộ. Đang ngồi nó lại ấy cơ. Đỡ hộ. Ai à. Nó cứ trưởng chết mẹ đi cũng còn. À, con hút kinh ấy nhở. Nó đánh mạnh lắm đấy. Lợn này. Ai à. Sao nó cứ nhầm anh nó phi đây. Anh già nhất cái sao ấy. Cũng đang trưởng cơ. Bắt. Mày này. À. Cứu kìa. Cứu. Để anh. Thôi xong mẹ rồi. Rồi. Cứu em, yếu máu rồi. Cứu ơi, chưa ai mất mạng đúng không? Chưa. Rồi, ai bị nằm phải gọi nhá. Ui, ulti này. Ulti đéo nằm kìa. Cứu em.
không chú ulti rồi. Rồi, không có anh chúng mày chết rồi đấy. Nhờn này. Nhờn. Rồi lại 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 thằng năm kìa. Rồi nhanh nhanh bắn vào mồm nó. Cô đi để em MK cho. MK cho. Dọc cứu thằng này. Cứu này lúc mà bị ra này. Ôi đi ba em cứu chết rồi. Bắn vào cứu đi. Chơi đồng đội lên. Ây à, cứu. Anh em ơi. Cứu anh ơi, con mẹ. Đói quá đi con mẹ. Đây nào mày bắn đẹp khác. Khác mày cay đấy nhờ. Rồi Cứu anh Nam ơi. Ai chết một mạng nhờ? Thằng Licky Boo này bị chết mạng à? Mike. Tè em rẻ đấy nhờ. Ui, chưa. Người tê giác à? Nhìn còn con to hơn nữa nè. Ui, mới lại mới map 1 thôi, tức là còn nhiều map. Đó. Rồi, bàn 2 là chúng ta sẽ đuổi theo thằng tê giác. Còn em nhét bánh vào mồm luôn. Waiting for the player. Ai à? Gì đây? À, bàn 2 đây, từ từ, bàn 1 như nào. Mất 9 phút, ok, let's go. Big Apple, 3 giờ chiều. Thành phố New York. Đường phố New York. Ai à, mày đang muốn sửa, nó sửa xe này. Ui, mà trông tê giác là trông đáng sợ đấy. Con đầu tiên mà anh em mình nhường. Ôi, ngồi thiền lúc nào đây anh? Năm giờ cứ đi vào cái bánh xe cơ. Thiền á, thiền của anh là nút L1. Ôi, L1 cũng tí. Cấp luôn. Giết người như ngoé. Thiền phát là đầy nộ luôn đấy. Ôi, em làm gì kìa? Đấy, trưởng ấy. À, nó còn có cái combo như kiểu đồng đội cùng dùng trưởng hay sao ấy. Mày. Ôi, chúng mày đi trước ấy. Mày đéo. Ôi, nó đằng sau kìa. Đằng sau. Ê, bạn đánh này đằng sau anh em ơi. Nó đang lên này. Đây, anh trưởng cho, trưởng nó khỏe lắm. Ui, kìa múa gãy ghê chưa? Thế này thì cần đéo đánh thường nhờ, mẹ cứ trưởng đúng không? Ủa, anh Nam mới chiếc 74 mạng rồi. Đáo ai nhờ? Ôi, anh nhường chúng mày, cũng thằng nào nhổ đấy cơ. Ủa, cái nắp cống rồi mà các em kìa. Cổng. Ê, cái mình đi xuống nắp cống mới được không nhờ? Ờ. Đại diện xuống nào? Không được anh ơi. Không được. Đi mẹ, cứu. Ôi, mất mẹ máu. Nó bèm. Ôi, cái gì đấy? Ăn máu rồi. Ôi, như da vàng này. Ở đây cho ta đôi nha bạn ơi, không chơi cầu hài nha. Thế đéo thằng 5 giờ nó đéo ngã xuống mà tôi lại ngã. À, có thùng rác này. Ở đây thùng rác là được đồ ăn. Ở đây kia có con kia đồ hấp dụng rồi. À, núp đây à, mày có lỡ này. Anh vừa ném nó vào màn hình luôn rồi. Con này là nhà đây. Con kia ra không chuyện. Kể nó đây. Con kia ngon hơn 5 giờ bao nhiêu. 83 xác luôn. Đi đây. Đéo biết con gì trông kinh lắm. Rồi, mày thử đây. Ờ, cái con gì đấy? Robot à? Ờ, giống hết 4 nút. Robot. Có chịu biết đấy. À, hồi máu anh em ơi. Để đánh đi, đánh thắng bọn này rồi ăn. Ăn nhanh chết, em sợ chết à? Em sắp chết rồi Nam ơi. Ờ, thằng kia nó ăn mẹ rồi. Không sao, có bị anh nhét bánh vào mồm nhau. Sao được. Rồi, ngon. Rồi, một mũi được. Đầy bánh. Ở đây. Ôi, ô tô đâm. Cay đấy, mà đem. Sao này, chưa xin lúc à. Nhét bánh vào mồm nữa cơ. Đấy, anh quay bọn này cho. Nhét bánh mồm nữa cơ. Cố em. Đây. Kịp.
chết em. Cay quá rồi, mà nếu sao chơi thì mày uống xe của người mình cơ. Hình ai như... ơi. Hình như đồng đội đứng gần nhau ấn 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 nút đéo thế là dùng chiêu kết hợp ấy. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Mày thằng kia đang ngủ chưa kìa. Mày vớ vẩn mà. Ui. Chơi này hoa mắt quá à Bèo, con bắt không biết ai và ai luôn. Đồng bắt, ôi, 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 này còn sống kìa anh. Rồi, biết ngay. Bắt con này. Trời đất, ô tô đâm ấy. Chết mà, ấm nhờn. Nhờn này. Ôi. Anh làm quả rung rung ở trưởng có đúng lúc. Bèo nó, Nam ơi. Đây, anh đang bèo mày. Ôi, thằng kia này xuống. Nhờn nó bất cửa đâu. Nhờn này. Ui trượt mẹ rồi. Máu kìa. Thiếu máu lên ăn luôn. Ây à. Anh đang vừa thiếu máu lên. Đây. Cảm ơn anh em. Ôi ăn chung này ngon. Ờ ngon lại đầy máu rồi. Đầy máu rồi. Chín tép rồi. Ê nấy thùng rượu ra thùng nổ anh ơi. Nổ đấy nha. Nổ ấy. Nổ đấy thùng nổ đấy. Nổ đấy. Anh ngồi thiền á. Đấy, ôi trời ơi, chạy không làm người. Không làm đi lên này. Ôi lại ôi, máu rồi. Ôi máu LGBT. LGBT luôn à? Máu LGBT luôn. Ôi đông vãi lìn, từ. Ông nào ăn máu này là có dòng máu LGBT trong người đấy. Đấy, từ giờ thỉnh thoảng ấn bên anh là ấn nút L1 thì đập tay với cả thằng nào ấy. Mày này. Ồ anh là sao mày tay cầm à? Ờ. Anh mày anh mất. Anh mày cho này anh đéo chết được bằng phím. Ấy à. Ờ. Con này phi tiêu boomerang ấy. Hay nhờ anh mất. Anh đã mua tay cầm loại nào anh mất ơi? Anh mua cái tay cầm rẻ tiền ấy, hàng fake thôi. Lít. Anh chơi mấy cái dòng game này nhiều mà. Ấy à. Ý là loại nào á? Để em biết em mua sẽ thử. Pet. Anh quen dùng tay cầm pet. À. Em nào em tìm hiểu mua cái tay cầm á. Ờ chơi game sướng. À. Không biết tay cầm của cái. Rồi, chung mày. Chung mày. Anh ít máu quá. Mà nhìn oát nhờ. Giờ không biết anh vào anh trưởng luôn này. Em không cãi. Mày làm bàn này. Mày này. Đã, chơi luôn Nam ơi. Ok. Bom. Ôi thằng này vớ vẩn quá. Từ nhảy là Z nè. Nhảy lên đạp nè. Ôi kiếm. Ôi cứu kìa. Mày. Rồi đánh ngay. Ôi. Anh gây nhiều đam vẫn liền rồi. Hay à. Ôi cứu em ơi. À nhảy lên đạp luôn nè. Đây để em nhảy đạp chút mỏ đó. Mẹ mày. Đó. Chết rồi. Đem cứu ra ai đâu. Đây. Không cứu được rồi. Mày mất lại lại là thiệt mạng rồi. Cứu nó rồi. Ui anh máu đỏ rồi. Máu đỏ. Ai à. Cứu. Bánh. Đúng bắn nó mồm anh Nam đấy kìa. Cứu đi mọi người ơi. Rồi, đường bánh to quá. Con nhét bánh cho nhau. Mẹ mày. Được rồi, ăn rồi. Win rồi. Ai ơi, bắn. Ôi ơi, đừng bắn vào một bắn. Bánh. Đây, ăn đi, ăn cho khỏe. Rồi, đi, ăn cho khỏe nè ơi. Ăn cho khỏe. Nói, chết đói liên tục này. Đấy rồi. Rồi bắn đi. Anh. Xuống này em bắn. Ui. Win rồi này. Cứu. Ôi trời ơi, mày cô ơi. Bánh ơi. Ui, cứu một thằng thôi. Đúng. Đây rồi. Ây da. Ôi, từ. Cái này đúng thiền này. Kì rồi. Hello mà. Đây, cứu. Nghe nói đi. Rồi, ôi, mẹ một game khó thế. Đúng rồi đó, đúng rồi, sao rồi. À, ông bục ơi, đúng rồi ạ. Rồi, win rồi. Cứu ra. Anh vẫn nguyên ba mạng ấy. Anh ơi. Ôi lại mất thêm một mạng nữa rồi. Không mất hai người đúng không ạ? Đấy, anh được 50 kill đứng đầu này. Đó mà. Game này đứa bao được bàn. Bố bỏ chạy à.
vẫn phải đào trong một hôm. Thế là khó rồi, game này là khó rồi. Bàn 2. Mỗi hai bàn, mỗi bàn mất mẹ. Từ từ, có cái bàn đéo dưới này này. Bốn nớt à? Sacred này. Có người 1, có người 0 là cái gì đây? Ở bên phải à? Lên level hay sao ấy? Chơi mẹ thử bàn này thế nào. Sacred Diary là cái đéo gì? À, nó giới thiệu. Giới thiệu như ở mỗi bàn nó có một cái bí ẩn thế nào ấy. Có thuê. Chết còn 3-4 người, chơi cứu đi anh. Phải chơi cứu, không có hết mạng ấy. Ồ, đua xe à? Sao nó em bao rồi đúng không? Uầy! Em là ninja đùa này. Ôi, à, đua xe chơi cứu. Vai mày. Ngồi thiền luôn này. Ôi, này phải né nhờ. Nhìn vào kìa, ong kìa. Ong này. Uầy, con này trông đáng sợ vậy. Trưởng ấy, cứ ngồi thiền thôi, xong trưởng thôi. Nhổn. Uầy, múa máy kiểu ghê lắm anh em ơi. Ấy à, máu lốp kìa. Uầy. Anh cứ ngồi thiền thôi, anh trưởng cho dễ. Chúng mày này. Em tệ. Đấy. Uầy, có game này kiểu nhìn nó combat mà nhìn không biết cái gì luôn anh em à. Ai ôi, bị té rồi. Kìa, trên kìa. Ôi quên mẹ mất cái đéo thế nào. Anh em cẩn thận nha. Đéo mày ôm nào kìa. Thôi em ôm nào kìa. Ôm luôn rồi, ôm nhau luôn. Mày né nha, mày né. Bốn thằng rùa kia nhìn giống nhau đéo chịu được. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Ôi. Chỗ này chắc đéo cứu được đâu. Nhiều rồi. Nhờ. Ôm nào mày biến luôn. Mày biến luôn. Vừa đọc comment. Vừa đọc comment thôi. Ai ơi, cô. Tipper. Ôi, hai thằng kìa. Rồi, cứu đi. Nó cũng đâu kìa. Có rồi mày. Cô. Mày cứ đúng rồi, trưởng ấy. Xem hoa bắt đầu rồi, cảm ơn. Xem hoa các bác. Con mẹ mày đông vãi lìn. Cô đúng bắn. Từ ô tô đi. Ai à, ăn bánh đi. Có này. Mẹ mày lửa. Cô đừng bắn. Con mẹ em ơi. Đéo né được mà. Đã chơi cái này nhanh anh cứu. Rồi kịp. Né kìa. Né nha. Rồi né. Mẹ vừa bỏ nhìn cái mũi tên. Ai ui. Mẹ lại cứu. Lại đúng bắn em mà ngồi. Anh trưởng anh. Ai à, tại vì nó không đang cứu. Ai cứu. Rồi mất mẹ phát rồi. Bị thương rồi kìa. Bỏ mẹ mất mạng rồi, bàn đéo game khó này. Tôi mất xác rồi, sư phụ mất xác này khó rồi. Đấy, game này khó đấy. À, rồi, cho mới đầu game dễ dễ đấy nhưng mà... Mới mất một mạng rồi. Ây à, còn mày. Đang ngồi thiền. Ủa đông thế. Mày phải chết liên tục. Xì bánh vào mồm nó. Đéo nó chết. Em nghĩ là mình nên là đánh ngược. Ai ui dồi ôi, mẹ xí người kia kìa. Máu. Anh quá anh em ơi. Ôi, nhưng mà anh em mang một mình à. Ừ. Mang một người không được rồi. Đấy rồi, trưởng ơi. Chúng mày này. Ui dồi mình không nhìn mình phải. Em nghĩ là mình phải chia team ra. Một team là phía sau em, một team phía trước như vậy đó. Anh phía sau nhá. Em phía sau nha, được chưa? Đây, anh em phía sau đây. Đập tay đéo gì đấy, đập tay đấy. Đánh đéo đánh tay. Ăn mừng. Không lâu kìa anh em ơi. Trời nó cao quá, anh nhảy đéo tới. Làm gì nhảy cao đấy nhở. Em bấm Z đi, nhảy cao lên. Ui, làm sao đéo gì. Mua máy này đó, nhảy cao đấy rồi. Đấy rồi. Ai, té. Ôi, cú. Rồi. Để em cứu, đừng cứu. Người đằng sau. Đi sao anh em ơi. Đây rồi. Chết con mẹ rồi, cứu em ơi. Ôi con mẹ. Đéo kịp rồi. Mẹ. Game khó mẹ cả. Đây rồi, chung. Mà giờ sao đánh được nó với hai cái nè. Bây giờ cứ ra ngồi thiền cái xong rồi vào trưởng rồi. Ông Mike kia sắp chết mẹ rồi. Cảm ơn em cánh huyền. Rồi đánh nó đi. Ôi giời ơi, một hit đủ quá. Phải là ngồi xe lăn luôn. Một hit ngồi xe lăn luôn à. Đó để anh cứu.
khó đấy nhỉ. Ui ngồi xe lăn hết cái lỗ luôn, cứu em ơi. Chân gần nó quá, cứu em ơi, cứu em ơi kìa. Ai ơi khó dẻo hoàng ý. Ui ôi con mẹ chơi cái cánh xe đấy kìa. Chứ sao được, game khó vãi cất là mẹ. Ai mày, ai à, nó chơi kiểu mà cán của mày sao lên người luôn ấy. Ông đéo bẹp gì. Ui ôi giờ đụng xe nó cũng không được anh à. Khó nhờ, làm nào giờ. Ai à, à rồi à. Anh tìm được cách rồi. Cứu 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 cứu. Ai ui. Ai à. Mẹ nó đâm tới ngay đi. Mẹ xe điên à. Dậy lại. Ai à. Dạo cứu em. Cái ơi này... mẹ. Ai ơi quá. Rồi cứu anh cơ. Đấy rồi. Rồi cứu anh. Mẹ. Cứu liên tục luôn ấy. Toàn thương binh. Toàn ông chết đói. Ôi thề đánh nó khó với đái. Khó vậy không ai nào ơi. Ôi ôi nó ủi kìa, ôi ôi nó ủi không còn cái gì luôn ấy. Không ai còn sống luôn. Ây à. Còn mẹ gì hết rồi. Cô ưu tiên sao lại sao cứu lại. Giữ mày giữ mày giữ mày. Rồi tới đây tới đây tới đây. Để ở đánh này đánh này. Ây à, đừng đừng em bỏ đấy nhá. Ây à. Không nghe luôn à. Ném một quả kết thúc mẹ rồi. Rồi cố 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 bây giờ một đội họ cần đứng sau. Ui giời ơi nó cán. Ui giời nó cán. Không còn cái gì. Cố. Rồi bây giờ cử đại diện lên tấn công rồi. Còn đâu là đứng dưới hậu cần nhá. Mình tấn nhá, từng người một thay phiên nhau đi. Rồi lên. Ai chết thì cố, ai chết thì cố. Rồi xong trưởng xong quay về này. Đến anh này. Ai à, chết mẹ rồi. Ôi cần bổ mẹ rồi. Cứu. Rồi. Đấy. Cố. Bổ mẹ rồi. Chết cơ mà. Đây. Được rồi, may quá. Anh. Rồi. Cái đi. Đến anh. Cho. Khó đấy, ai ơi. Rồi đây, cứu luôn. Lên đây, thay nhau. Ây à. Nào ơi, gần cứu được rồi. Cứu em. Để anh lên, anh nhé. Cứu này luôn. Ây. Đây, cứu, đừng cứu. Rồi, học cần nhá. Đếm sờ nhá. Thơ cứu, có một đội là thơ cứu. Rồi, là đẹp. Ui, cứu. Ôi vừa chết mẹ hết rồi. Ui tôi hết rồi, đi hết rồi. Game over. Đấy, mẹ rồi còn đâu nữa. Có bạn mất thằng mẹ. Anh đi rồi. Mở game thiếu năng đấy chứ được ấy. Leo thằng cầm sông kiểu thằng nào đấy. Ui em lộn liên tục này Nam ơi. Thế đéo là anh chết thằng chúng mày đánh nó vết đấy. Ui con này kinh với Lin này. Mình chết xong này đánh kinh ấy nhở. Ai ơi đỡ chơi mang. Vừa khen xong. Nhìn mẹ sư phụ cần các đồ đệ bảo vệ. Ai ơi mẹ đầu tiên. Con mẹ mà cay nhờ. Cố lên chắc được cái đệ tử. Vừa một hit. Chắc là sao win rồi. Rồi ngon rồi. Chắc là được. Hai cái đái à, qua game. Ôi rớt bắn xe. Á mà game thì chứ khó dã man ấy. Hiểu sao sư phụ chết mà nó ăn mừng kìa. Đấy mình vẫn là người giết nhiều quá nhá. Đấy trong bản tin thời sự vẫn đưa tin là anh có tham gia chiến đấu kìa. Thằng đeo mặt nạ này là thằng mạnh mẽ nhất hay sao ấy. Châm đúng rồi. Chùm trong phim luôn. Đúng rồi đó. À ok, bàn 4. Ui ôi, bài 4 rồi thế này rồi à. Trông như kiểu game béo gì nhở. Game gì mà xếp hoa quả ăn nhá. Candy Crush. Đấy đây rồi, anh trở lại rồi. Ôi ok, ông ngã rồi. Trời ơi, đủ mạng luôn em ơi, hóa ra là cứ vào mỗi bàn là mình có 3 mạng. Thế dễ. Chết thoải mái đi. Ủa thiền đã, nhưng mà vẫn ưu tiên cứu nhá. Giờ sư vụ đi đằng sau nhá. Đi đằng đấy, phải em vào trước đấy. Anh em ơi, tôi đi đằng sau. À, quên, mình đằng sau. Đấy, chia, 3 sau, 3 trước. Anh em ơi, nhầm. Mày tí thè, cái tí hối tức là nhầm. Đánh nó Nam ơi. Đấy, mình cứ sau trước. Dễ mà, anh hồi đủ 3 mạng rồi.
nhiều cho này. Em công bố chưa? Rồi. Anh Thiền cái anh lên anh trưởng luôn. Cứ cầm giáo mát nhờn, phóng nhờn. Này. Từ từ em mò con lúc nào nó mạnh hơn skill nào VIP nhỉ? À, chỉ có 4 lúc này thôi. Đúng là 4 lúc luôn á. À nó chứ. Vẫn đánh được mình. Cứ 4 lúc luôn. Ôi nó cầm xuống xu vậy. Chói đồng đội tao lại. Ôi dồi ôi, em bao ấp up này. Ây da. Mẹ đang ngồi thiệt. Ây con ếch này, mày con ếch này là đánh được nó không đây? Ok, ếch cơ. Nhìn ngu quá nhờ. Được đồng đội anh ấy. Anh đồng đội, anh đang ếch, đúng rồi. Để anh. Là nghèo, anh là nghèo. Phải phải nói ngôn ngữ loài ếch với nó. Anh là nghèo. Rồi, nó sợ rồi. Đấy, nhìn nó soi anh này. Mới mèo, anh là nghèo. Ông nào cầm của thằng núi ấy. Cầm của dìu to đấy. Bàn mà thất bụng rồi. Ừ, giống cái núi nhờ. Ôi, mà chơi con kia, mà này lâu. Mày ơi, anh em mình chơi dao thôi. Thằng này ngủ này. Nhờn, ui. Ui, 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 nào mày, cái này muốn cung này bắn, mà bắn gì sai, ghê phết đấy. Đầu phết đấy, trời ơi, cứu cơ. Ây à, ây, cứu em với, bỏ chú đó là, bấm vô nhờ. Nhìn không bắn được nhé. Đánh đau lắm, mẹ bọn này càng lúc rồi anh càng đau ấy. Đây, pizza. Ôi, sao một mình em ăn thôi à? Pizza đấy, ăn tích kỷ rồi. Nắm cái này thôi, tụng lại. Tụng lại được cái gì nè. Thầy nào mời đánh nhau đi, cứ ngồi ngủ ấy à. Phá. Anh lựa trưởng đấy, thấy chưa? Rồi. Nằm có tính toán cả đấy. Ơ, mà em được thuyền không nhờ? Có. Thằng áo xảo nó thiệt, ôi, lợn kìa. Ôi, thuyền lúc nào anh Nam? Anh của anh là nút R1. Xem mấy đứa kia thiền nút gì, mấy đứa kia chơi bàn phím sao ấy. Không thiền được hay sao? Không thiền được, như có mỗi ăn thôi. Đây này, có ai chả có một triệu đấy. Anh Nam đúng rồi, may quá. Rồi, đánh đây Nam. Ôi. Kêu phi vào. Phi cả đầu ạ. À, gặp mấy cung này anh em cứ nhảy lên đánh nó được. Lơ thằng nào phải đúng tay cầm cơ. Anh có cái nút L2, cái nút cứu ấy. Hay à, nó bắn cung anh cơ, cung người anh cơ. Anh nhảy lên, vừa nhảy vừa đánh. À, bánh. À, anh bất tử mẹ rồi anh. Ơ, thằng sư phụ này nó bị lỗi này, từng lấy máu đéo rồi chết. Thiền nút tiếp anh em ơi, thiền nút tiếp à. Ây à, cứu. Còn lại là đói ăn bánh rồi. Bắt tớ. Ủa? Nhưng mà mỗi con nó không... Một con sư phụ nó là thiền. Mấy con khác nó là Đúng rồi. Cứu, để tôi cứu anh em này. Rồi, cứu anh em luôn này. Rồi, hổ đây. Đi chơi nào, xem mấy con hổ ấy cứu không? Rồi, đem thầy nữa coi. Ui, cái gì đấy? Ok, thiền thì sao á? Đúng rồi, như vậy đó. Đấy, đập tay thì đéo biết làm gì. Ây à, con khỉ nó ném anh cơ. Ok. Mấy con khỉ nó đấy, nó ném anh đấy. Té. Chó này. Đá mồm. Con mẹ bọn này nó còn có khiên cơ. Cẩn thận, có mấy con khỉ nó ném xuống đấy. Ồ, về đấy nhỉ. Cày tê nhở. Ây à, mớn khỉ trong vườn ấy, trong vách thú kìa. Cứu. Ây à, ôi gì. Nó ném. Thằng nào ra đỡ đi. Tay. Rồi, may quá đây, đây. À, chung mày. Ây à, mẹ nó. Chạy không? Nhờn. Ây à, con mẹ nó game đánh đau vãi đái ạ. Trời ơi, anh xuất hiện đúng rồi. Okay. À, thiền thật đây nè, đúng rồi, thiền tiếp vào thiền. Đấy, thiền bắt là rồi. Mình dùng được trưởng luôn. Dạ. Ủa đéo thì toàn còn thương mình liệt sĩ lại. Ôi, ngon. Đi. Ngon, đi. Ây ạ. Cứng mẹ sao tôi toàn là thằng ăn đòn nhỉ. Đau quá. Em phát nữa tay máu luôn kìa. Nó ném cái ấy đâu á. Ném cái ống cống, cái nắp cống ấy. Dạ. Nhường. Nắp cống đánh. Rơi cống mất máu đấy. Ủa rồi cống mất máu à? Mất nhiều luôn đấy. Đây. Ok đây. Đây. Đi. Mình cứ biết rồi mình không né được nhá.
À, cái gì kìa, cái gì, cái đầu người kìa, đầu đầu của ông thằng giáo sư này. Mình phải lấy. Đây rồi, chùm ơi, chùm rồi. Đây rồi. Ngưu Ma Vương. Không phải, chưa bán chùm này là mới lấy thôi. Mình vẫn là tay sai đấy đúng không? Gấu và trâu. Đấu chuột với trâu. Chuột à? Này, chuột. Rồi, chúng ta ngồi thiền cái không? Ừ, chuột cái vai bèo ở. Ôi, nó đào đất rồi. Đào đất này. Ủa, nó bắn cái lửa. Ui. Ui, chết. Em gồm. Đây, cố đem cố. Trận trốn này. Ái à, mày đào đất. Ây à, ôi, đào đất xuống đấy chết nhá. Nó okay. Đau hố là phải né ra đấy. Rồi, ái à. Ái, cuối mới, đúng cái miếng. Nhồn. Ây à. Mày. Ây à, con mẹ nó chọc. Chọc rồi ấy. Mẹ ai đấy nhờ, không cho cứu à, Nam ơi. Ôi, chịu ra đây. Mất bao rồi. Đấy rồi đây, cứu một người này. À. Ây à, mẹ cái con chuột chuỗi này. Mẹ khó chịu thật ấy. Đéo tiền được với nó luôn ấy. Đúng rồi, em cũng chịu. Được rồi. Nhờn. Cố này, rồi. Rồi, để anh cứu con này đó. Ây à, còn mẹ nó chứ, cứu hai người này, có hai người chết đói đây này. Yeah, khó quá. Bên này hai người thiên binh lịch sĩ đấy, bên này hai thiên binh lịch sĩ. Trốn mình tôi này, nó sắp chết rồi này. À, cái địt, má té hố luôn. Ôi ngon. Còn mẹ, thằng Ngưu Ma Vương này. Cố kìa anh em ơi. Ui, nó hút đầu vãi lìn đấy. À. Dòng cứu rồi mẹ. Này, bánh ơi. Đệt. Không sao, mẹ chết. Hồi dính lại, đánh nó tiếp. Ái da má, không kịp chạm. Nó đào đất khó chịu vãi lìn đấy. Tập trung giết đi. Ai da, không cho cứu luôn ấy chứ. Dòng cứu đâu, bọn này nó khôn quá. Không cho cứu nè, em cứu không được. Một tay. Nhờn với cậu mình này được à, mình hiểu được, rồi mình đi được nha. Đúng không? Nó hút thì mình trưởng cái địt em nhảy xuống hố luôn à. Mày là ôi cái đéo gì cơ, nó thái dương lạn than à, thái dương lạn than. Nhờn với cậu này dưới là mình bị choáng anh này luôn này, à này. Rồi anh có trưởng rồi đây, chết mẹ em đi này. Sao chết một thằng kìa, hay lắm. Còn chuột chuỗi ơi. Ây à, mẹ đang cho ăn bánh. Ây, cứu ơi. À, mình chuột chuỗi với chúng tôi này. Xong rồi. Đấy, bên này, chỉ bên này. À, quá khó chả mà nghe. 8 phút, gần 9 phút à. Mỗi em còn 3 mạng. Có. Không, mình sang map mới, nó lại reset mạng cho mình. Game này có cả level ạ. Rồi cái thằng ôn đầu chữ U bị ngã rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống lòng đất. Xuống lòng đất nhà mình sợ gì. Ơ sao tất cả toàn số 1 tưởng có level mà. Nãy đều 1 với 0. Chắc bây giờ lên level. King of Spin. Đối thủ tiếp theo. À tàu điện ngầm. Ôi chuột kìa. Giờ có hai thằng đọc báo ạ. Đọc báo chúng tôi lề. Thật ra nó cầm thùng rác nó ném đau lắm. Ui, máu mất nhiều vãi đái luôn ấy. Con này bắt đầu nó lên level rồi. Khó phết đấy nhỉ. Nhờn tôi lề. Cứ trưởng được là anh trưởng. Đéo nhiều. À, hình như mình phải lên trên à, xuống tống không được. Lên xuống cống có dừng tàu điện nó cán đó. Mẹ. Ok, đi bắn cái đó tập rồi Nam ơi. Ây à. Thề bọn này nó đâm đau phải đái luôn ấy. Vừa nói xong luôn. Có mấy thằng nó tấn công từ kia cơ, Vita kìa. Nó lừa đấy.
thần ấy. Đây 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 đây, bọn thằng ngu kia bị cán rồi. Ờ bọn này nó cái tàu này nó cán cả cái bọn quái luôn. Ôi giữ chân ông lại bị cán. Đúng rồi, giữ chân nút đánh xong nhả ra này. À anh này bóng trời à. Đúng rồi thôi nha. Đánh nè. Đúng gồng lên. Nhờn tôi lệ. Ai chà. Ai đấy. À, mình lên level được cái gì cơ? Đâu ấy. Anh được dùng hai trưởng liên tục ấy. Đúng không? Trong cái thanh của chúng mày chỉ là một, còn của anh được hiển thị hai đấy. Lên skill à? Ờ, anh rồi. vừa lên level. Ô, thằng kia bị chó cắn cơ. Chó với chúng tôi này. Chó với chúng tôi này. Không được. Chỉ kiểu anh thì anh sẽ lên nào ấy. Cay quá mày mèo. Vừa cảnh báo xong dính rồi đấy. Đây. Em múa nha. À, nước ngọt lên máu rồi. Anh đã quay này. Ui. Đã quay cả mát này. Con skill mà nhìn lực đấy nhờ. Đéo biết dùng chiêu đấy như nào luôn đấy. Mẹ tự nhiên đã quay cả mát. Ê, coi chừng anh Nam ơi. Từ. Ấy cơ, máu lô cơ. À xuống đây là mất máu đấy nhá. Ôi thôi chết, chú nó là Cứu được. Cứu được rồi. Cố đi, em lo như này nha. Ôi ôi nhiều thế. Đâu mấy nhờ. Đồng của chúng tôi này. Cứ trưởng liên tục là chết. Trưởng AOE. Cái đầu này. Anh chụp kìa. Ây da, mẹ khó đấy. Sao đá vùng anh rồi. Con lợn này. Rồi, chờ tôi cứu. Cố. Đấy mẹ, bây giờ chết nhanh bị đái luôn đấy. Còn ông đói ăn. À, từ đứng đập tay xem hồi máu không. Từ đứng yên lên đây nào. Ấn cái nút cứu ấy. Ấn nút cứu ấy xem nào. Ôi nhảy nó không được ta. Mẹ. Anh chia sẻ máu cho chúng mày, con mẹ. sao mình ít máu. Ê, anh núi kìa. lại đứng đây này. Kẹo anh núi. Ui ôi. Chết mẹ. Ê, rồi, hồi máu nhau đéo đâu. Đây là chia sẻ máu, lấy máu mình cho máu đúng đội ạ. Cứu. Mà hai ông núi cứ kiểu đá siêu cho người coi kìa. Nhìn ghét đấy nhờ. Rồi. Đi đâu nữa? Đều. À, chết đấy. Ui mẹ thằng này, con này to thế. Ui, ghê vậy. Tốt nhất là cứ trưởng. Rồi, thiền á. Cố đồng đội. Rồi. Mấy con này to đấy. Ây à, có mấy cái xịt đấy nhá. Có mấy cái xịt hơi là mất máu ấy. Cái gì đấy? Mà nhảy ra hết hồn ạ. Nhờn với cậu đấy. Cố anh em ơi, cố lên. Anh nhặt được con bọ hung dấu hiểu làm gì. Ây à! Cắn bố mày này. Nhặt được con dấu hết đó nè. Đấy, bây giờ ai hết sau ai hết nha. Ui mẹ đang ôm kìa. Ngon. Hồi màu tim rồi. À hồi cả team. Ngon, mình ra to là bia chung. Cái LGBT là hồi cả team với tao ấy. Không, cái to ấy. Cái to hơn. Ra to. Ăn cái. Rồi, chúng rồi. Con khỉ à? Ôi. À người thằng là người. Mà nhìn này đô nhờ. Lực đấy. Kinh. Vua chuột. À. Vua chuột là. Ai chà. Cứ trưởng một chút dễ đấy mà dễ đấy nhở. Ờ em biết rất dễ đấy. Quay con mày bắt đồ đấy Nam ơi. Thôi con mày chuột cắn cả lũ rồi. Quay là bèo trưởng lại chưa thấy bom lúc nào ấy. Ấn nhảy nút đánh hay sao ấy. Ôi sao con này được trâu đấy. Trưởng chết mẹ đi. Thôi dễ Nam ơi. Dễ con này dễ. Ui đúng lại lên. Được con này được. Nhảy né. Ây da. Nhảy lên đúng rồi, nhảy lên là được. Mày này
Ai. Hay quá. Ôi chưa gì nó gần chết rồi. Nhảy lên. Giỡn anh bị cắn. Ai rồi. Ơ mất bảo yên lắm anh à. Ờ con này yếu, con này con này dễ chơi. Mày. Ui giời ơi. Này. Ui giời ơi, né này. Nó cứ nhảy lên trên kia là né chuột lại. Dễ, này dễ đấy nhờ. Vừa lấy cái con hai con kia nó mới khó, mẹ con này có một mình. Ui con này dễ. Khéo không? Ui dễ thế. Thề nhơn này. Lát hit. Trời ơi mẹ. Dễ con này dễ nè. Ui còn ba mạng nguyên luôn kìa, không phải mất mạng luôn ấy. Ờ, bàn này dễ rồi, bắt đầu biết chơi rồi. Đúng rồi. Rồi, thằng tê giác lại xuống. Peeper. Chưa chết à? Đúng rồi, nhiệm vụ của mình sẽ phải lấy được cái đầu kia kìa. Cái đầu này nó xong. Cứ mà em cứu liên tục. Đúng thật. Mà sao đầu dư nãy đứng kiểu là trưng bày kia mà không ai lấy nhỉ? Ui, mày xấu. Ơ? Con 6 lại quay về màn 1 này. Ơ, đi đâu tiếp nhở? Sao anh? À nhờ, đúng. Cứ tưởng màn 6. Gì đây? Sát sư à? Thì ngấy. Màn me đào. Ui. Mẹ bọn này nó còn chạy. Gặp 2 này nữa à? Má 2 này cực đấy, đánh cực phết đấy. Cái này đánh hơi mệt. Không, nó giới thiệu cho mình map này sẽ đánh cái con nhìn như ở pháp sư ấy. Yeah. Đi nào anh em ơi, đi. Kìa thì mày nó cũng đáy bệnh kìa. Thật đấy, cái con tin tiêu này khó chịu á. Nó loại. Nhờn. Ủa, combo liên tục luôn. Rồi, ngồi thiền đã. Ôi. Người robot này cứ chưởng vào mồm nó. Ây ạ. Rồi, cứ chết cái là ngồi thiền luôn. Tóm lại, mình cứ vào chỉ cần 2 phát ngồi thiền là bọn này chết mà. Xin ra này, anh ăn rồi. Ồ, nhìn con này lượt quá. Ra là chết, cứ anh em cứ trưởng là nó đi luôn. Ủa, chưa mất máu nào, đẳng cấp không? Em xin, em hồi trưởng. Rồi. Phì tiêu này. Mẹ vừa nói không mất máu nào, mẹ ăn đòn được. Ui. Quá cả mắt. Quá cả mắt được. Quá cả mắt. Con bắt game này là đúng loại luôn anh em à. Ôi đi còn thang máy là xịn đó nhờ. À đây là như kiểu thương thị ấy. Đi nó xúc minh rồi. Xúc minh đi chứ. Xúc minh rồi này. Xúc minh nè. Phải lộn thật. Ở sao kia đó để mà. Thôi chắc là đi lút đồ anh ơi. Chắc là để mà kiểu là đang giải tỏa đi nhặt lại đồ. Cắp đồ. Ok em, chưa có đồ hàng à. Mày đồ hàng không tồi mà. Đéo tha thứ. Chuyển đây các chú Minh ơi, chuyển đây. Các chú Minh ơi. Ui. TV cái kiểu luôn. Ê như là như là em ngồi lên, em ngồi lên cái xe trượt á, xong rồi anh đẩy em đi được cái nam. Dạ, đâu xe em thử cái gì. Có cái kia không nè? Thao cầm của băng sách á. Ui. Ông à. Nhờn như tôi rồi. Bãi em vừa lâu. Đây. Mà ninja vàng này nó phi boomerang ấy. Lên anh Nam ơi. À. Ui. Mày mỏi cái tay ấy nhờ. Anh biết 376 con. Ây à, mẹ vừa vào nó quả rũ vào bụng. Mà gồ bột này. Rồi xong rồi. Lại thiền luôn.
mấy con robot lên. Chết rồi, cứu em, cứu em, cứu em, cứu em. Nguy hiểm lắm. Xem em đi ra với. Cái gì vậy, có thằng cứu độc báo. Ơ nó cắn kìa, cắn tay ôm nào kìa. Cô mày chơi cái xe đang chơi. Mẹ chơi game nó đi về nhà bài, đi về nhà bài nhanh. Có cái thằng nào đây? Đi về nhà bài. Chơi game. Ai có màu ơi, cho Suzy ơi. Anh nói rồi. Anh cả team được luôn nè, cả team được. Ui, con này mày khỏe đấy. À không không, team mình, team mình. Ok. Nhìn, cứ trưởng, cứ trưởng. May sau này, được cái gì này? Con này nó có cái trưởng AOE này, không thì đéo hiểu rõ con này kiểu gì. Ok. À đây rồi, đây rồi. Anh châm. Ở thằng này chụp vào đảo ấy, nhờ. Đúng rồi. Không, nó... À, nó gọi, nó gọi được chưa đâu, đây, đúng rồi. Ồ, chưa đâu. Phù thủy à, phù thủy. Tempest cha. Phù thủy này. Mình mày thì đéo có tuổi luôn. Ôi, thịt bổ mẹ em, trưởng trượt rồi. Ôi cơ. Ôi, nó vô hình. Đéo ấy thằng nào vậy, to này. Cẩn thận sau lưng có con nia rùa đó. Ôi, mà lúc nó vô hình là à, đúng rồi. Ừ, nó vô hình là mình đều đánh được. Đúng rồi, mình chỉ bị đánh là mình phải chạy đó. Đây rồi, à, rồi đánh này, lúc này Phải giết thằng kia sao ấy? Phải giết nó xong rồi. Phải giết nó à? Phải giết nó mới được à? Rồi, let's go. Mày xong rồi đấy con ơi. Ôi, mày nó tăng nhanh đấy nhở? Con này cũng dễ rồi. Bắn thú quá anh em ơi. Cứ giết kia rồi đó. Mày em mày lầy. Ui trưởng. Ui, hai người rồi. Ngoài rồi, hai thằng nó luôn kìa. Mẹ em bổn người thối thế. Ok. Ôi, nó đánh được nhau rồi. Cứu người em kìa. À, cứu anh trưởng không? Đây. Con này. Dễ không nhưng mà, con này dễ mà. Mình tụi đánh đi đéo đâu ấy. À chờ anh thiệt. Sắp bắt đảo đấy anh em ơi, cái này tầm mãi 10 phút nữa bắt đảo nha. Game dễ. Nhanh à. Nhơn. Mãi gồng, rồi, đấy, gồng đấy, này. Đúng luôn. Kết chưa rồi. Mất mạng nào luôn. Xong luôn. Chưa xong cơ. Ok, mãi vẫn châu nhờ. Một hit, chắc là một... Chờ cái. Chơi này. Nhơn này lát hit ngay. Rồi game dễ đấy nhờ. Game này nít chơi rồi. Game này dễ quá tại vì đánh 6 người nó dễ hơn rất nhiều. Còn có cả trò cứu nhau nữa. Game này cho bé nhà Nam chơi là hợp lý. Ô. Cứ tưởng đánh tiếp thằng nữa. À nó hút cái người thằng đéo lên này, robot này. Robot. Này, ôn lại tuổi thơ thôi. Rồi, lại unlock được thêm cái gì bí ẩn tiếp này. À, ố, map bên kia là map gì anh Nam? Cái này nó nhiều, nó giới thiệu là mình mở được cái đéo gì ấy. Được điểm mà đéo hiểu cái điểm đấy làm gì mà anh level 3 rồi mà chúng mày vẫn level 1. Thôi kệ đi, vậy đi đánh boss hẳn cũng được. Đâu, bọn này thế ít người quá. Anh ơi, em bị tít. À đi à? Ờ, đéo biết mời vào lại được không nhỉ? À đây. Invite Nicky Pune. Rồi đấy, em mọc cái này nha. Em mọc cái này. Ok. Nên là bye bye anh em nha. Anh em xem tiếp qua kênh anh em xem ủng hộ nha. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người. Rồi bây giờ coi như là chúng ta thiếu một thành viên Nam Dừa. À con HTV TN đâu rồi? Đây. Người thay thế luôn. Rủ anh Vũ không anh á?
chắc sắp xong mẹ rồi. Anh em cứ chơi nhá. Có gì ngày mai anh em gặp lại nha Nam ơi. À, ok ok. Ok anh ơi, tạm biệt Nam, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nhá. Đánh thêm quả xem nào. Bàn 7 rồi. Thử đi tiếp xem như nào. Dùng chiêu nhiều lên cấp nhanh hơn à? À. Ôi tôi chết rồi. Nó vào mẹ trong rồi, nó vào bàn 7 mẹ rồi. Chờ qua nốt bàn này xem rằng Vũ chơi không nhá. Mẹ thiếu ui còn mỗi 3 tầng. Đéo đi được rồi. Ui mẹ. Ấy à, mẹ. Còn mỗi 3 tầng. Nhân lực giảm đi một nửa cái này nó khó hẳn. Không hình như vào sau vẫn được ấy Licky ơi. Đâu. Mày ấn roi ở trong tên anh thì được. Ui. Mày. Nhân lực giảm đi một nửa. Đấy, vào được chưa? Đều. Tiếp viện. Thằng tên này. Chưởng luôn đi, bọn này mẹ tốt nhất là chưởng luôn, nguy hiểm lắm. Ui, con mẹ đau thế. Nhảy mẹ vừa. Này gì? À, thôi rồi, trước khi đi cứ trưởng cho chắc á. Chú mày lè. Ôi cái rơi kìa. Ui trời, mẹ bẹp đầu anh rồi. Tôn rơi vào đầu. Cứu. Trưởng đi rồi cứu. Ok. Thiếu người gái mẹ nó khác hẳn luôn. Nhồn. Trông à, cái chỗ trông à, nhảy qua hay sao ấy. À đéo phải, vớ vẩn. Giờ tên nữa. Nhờn với cậu này. Ây ạ. Trò này mà đéo có cái chiêu này thì chắc đéo chơi nổi mất. Đéo giết được. Máu LTBT. Ờ, máu ra. Ây ạ, cứ đang ngồi thiền chú có đánh. Cứu. Đây. Trưởng đi xong rồi cứu được. Không có đông á. Nào, đứng. đập tay đập chia máu đấy. À, để anh lên đây anh thiền đã rồi anh xuống. Nhồn. Tên gà. Ui, mình giết gần 500 mạng rồi ạ. Nhồn với cậu lề. À, lại thêm người nữa này. Cái mẹ nhảy lại đường gỗ cần đấy. Mẹ em chưa gì gần chết ba rồi mẹ bọn này. Đánh càng lúc càng đau. Đi. Nhặt được cái băng này. Ê, mẹ. Ui, mấy ăn trắng này khó chịu ấy nhở. Cứu. Ờ, game này đủ người đánh. Mày tốt nhất là trưởng.
đi gần đoạn này, đi gần đoạn không ngã này. Nhờn với cậu này. Bây giờ muốn cứu người ấy thì phải dùng cái trưởng trước xong rồi mới ấn cứu không à bọn đánh. Thằng này lao nhanh vãi lìn luôn. Đi đúng lúc nhảy lên ngon anh ăn máu đầy máu cả team rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À nó sẽ ghép thành con robot to à? Ai thằng mẹ hết lực. Lại hai thằng bổ mẹ này. Đi mẹ cái thằng bổ mẹ. Đấy lúc nào nó choáng thì đánh ấy, mẹ con lợn này ngu á. Tê giác rồi, tê giác rồi. Ôi bom ấy cẩn thận nhá. Bom. Dead. Thôi đi rồi. Còn mẹ thương binh liệt sĩ hết. cứu. Còn nhét bánh vào mồm. Mẹ nó bắn phát chết mấy thằng. Mà đéo cần cứu không? Tại vì mình sang map là lại reset mạng mà. Game dễ thật. Rồi hôm nay tạm thời đến đây đi. Đến map thứ 8 xong rồi ngày mai có gì chiến tiếp nhá. Ừ. Game này mẹ dễ với lìn ra. Hệ khó nhất còn như này thì game này quá dễ. Giết càng nhiều người là lên cấp càng nhanh như vậy. Cũng đéo có gì rồi. Ok. Tạm thời nghỉ con game này đã nha anh em nhá. Gì fun thì mai phá đảo nốt. Xem mở thêm một nhân vật gì mới không? Đéo có, đéo nhân vật gì mới cả. Rồi ok, bây giờ chuyển qua game kinh dị anh em nhá.